Trên tay Chloe đang là gần 20 triệu tiền son. Hôm nay là ngày 6 tháng 3, bây giờ là 4 giờ chiều và Chloe đang ở Takashimaya chuẩn bị thử son mới của Hermes La Roche. Hermes. Oh my god, tiếng Pháp quá ghê. Chloe đã nghe tin về cái bộ sưu tập này từ tháng 2, lúc mà mới có thông tin là em chuẩn bị ra son. Và Chloe còn định bay qua cả Sing để mua son vào ngày 4 tháng 3 lúc mà Global launch cái dòng son này. Tuy nhiên là bởi vì dịch cho nên là Chloe đã đợi đến ngày mà nó launch ở Việt Nam, và cũng rất may là son Việt Nam ra mắt cách đó sau đó 2 ngày thôi. Và hiện giờ Chloe đã chọn ra một số màu son rồi, và mình chuẩn bị sẽ test những cái thỏi son này lên môi Chloe xem như thế nào nhé. Chloe đang rất là hào hứng, cứ như là cái đợt mà Louboutin ra son vậy á. Nhưng mà lần này còn đặc biệt hơn rất nhiều bởi vì Chloe là một người rất là yêu Hermes. Và những cái thỏi son này Chloe thấy cái design nó cực kỳ xinh và xịn, cho nên mình sẽ thử xem thế nào ha. Nếp bam nó có thành phần từ sáp ong á chị. Gì ạ? Cho nên nó sẽ giữ ẩm cao. Em thấy nó mềm á, nhưng mà nó không có bị dính. Không bị bết dính đúng không? Dạ, cho nên em nghĩ là cái này nó có độ mịn á. Dạ, cho nên là cái này có thể làm lót son được. Khi mà mình phân biệt, mình có thể nhìn ngoài vỏ, mình có thể phân biệt là cái mà satin á, thì chị bên ngoài chị thấy là phủ một lớp bóng. Cái chỗ màu đen này nó đúng sẽ rồi, khác. Dạ. Còn cái son matte thì nó sẽ phủ lì phía thân son, cho nên nhìn từ bên ngoài mình có thể nhận ra được. Ở ngoài á nó đậm, rất đậm. Dạ. Nhưng mà lên môi rất là đẹp. Dạ. Lên môi màu nó nhẹ nhàng. Dạ. Nhìn như một màu kiểu màu berry. Trong ba màu limited thì em đoán là chắc là màu này được bán được nhất. Dạ đúng rồi. Em lại nghĩ là màu này sẽ là màu khó đánh nhất trong ba màu, nhưng mà màu thật này, ra ban đầu nhìn thì sẽ khó. Dạ. Yeah. Nhưng mà thật ra em lại thích màu này nhất. Trong studio để quay một video swatch son như thế này, thì chắc mọi cũng hiểu là dòng son này nó làm Chloe cảm thấy hào hứng, excited đến cỡ nào. Lần đầu tiên Chloe nghe đến cái tin Hermes ra son là vào khoảng đầu tháng 2. Chloe đọc tin ở trên Instagram của bác Holic Boy, anh là một blogger người Sing, và Chloe đã định bay qua Singapore để mà mua son vào đúng ngày 4 tháng 3. Bởi vì lúc đó thì Chloe không biết là Việt Nam bây giờ có son cả, nhưng mà không may là dịch corona, thế là Chloe không dám du lịch gì cả. Thì may mắn thay là ngày 6 tháng 3 ở trong Hermes counter trong Takashimaya đã có son, và thế là hiện giờ trước mặt Chloe chúng mình có 10 thỏi son để swatch ngày hôm nay. Trong đó bao gồm có một thỏi lip balm, là một thỏi son dưỡng không màu, thỏi son dưỡng có màu poppy lip shine và những thỏi son màu còn lại. Một số thông tin chung về cái collection son này trước khi Chloe review từng thỏi đó chính là bộ sưu tập son này thì có tổng cộng là 24 màu. Trong đó thì có thêm 3 màu là limited edition, một thỏi son dưỡng, một thỏi son có màu như Chloe có nói, thì tổng cộng sẽ có khoảng 4 cộng 3 cộng 1 cộng 1 là 29 thỏi son trong cái lần ra mắt son Rouge Hermes này của Hermes. Và Chloe nghĩ là không chỉ có những tín đồ về beauty mà những tín đồ về fashion, fan của Hermes, mọi người đang rất là điên cuồng về cái bộ sưu tập son này, và Chloe cũng không ngoại lệ. Cho nên là ngày hôm nay Chloe sẽ có những cái review first impression của Chloe về dòng son này, và Chloe sẽ swatch cho mọi xem. Cho nên bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu swatch từng màu thì Chloe sẽ thử unbox một thỏi son để mọi người biết là khi mà son đến tay thì packaging của nó sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên bên ngoài của những thỏi son thì mình sẽ có một cái hộp giấy màu trắng như thế này. Và một điểm cộng cho Hermes đó chính là cái chất liệu của cái hộp giấy này là untreated paper made from recycled fibers, chất liệu rất là thân thiện với môi trường. Mở ra bên trong thì chúng mình sẽ có một cái hộp cam giống như là khi mình mua hàng của Hermes, như là mua túi hay là mua giày á, thì sẽ có những cái hộp cam như thế này, một cái signature của thương hiệu. Và ta-da, bên trong thì chính là son. Cũng giống như là túi có dust bag thì thỏi son của Hermes cũng có dust bag. Ta-da. Đây là thỏi poppy lip shine, cho nên là ở dưới này thì nó sẽ là màu cam thay vì packaging màu đen và vàng như thỏi son màu. Và ở trên này á, thì có một cái design như là một cái đồng xu có chữ H cho Hermes. Và son nó khi mà cầm lên tay thì rất là nặng và chắc tay, cho nên Chloe đánh giá rất là cao cái packaging design của thỏi son này. Bây giờ thì Chloe sẽ bắt đầu swatch ha. Thỏi son đầu tiên của chúng mình chính là son dưỡng đắt nhất từ trước đến giờ mà Chloe có, bằng giá với cả son màu luôn. Lip balm này có khả năng dưỡng ẩm khá tốt, chất son không làm môi bóng hơn nhiều, nên thỏi này dùng làm son lót trước khi dùng son màu sẽ rất thích. Thỏi
hỏa son màu đầu tiên xuất hiện rồi đây. Chloe sẽ thử màu son này cùng với lớp son dưỡng ở dưới để xem hiệu ứng như thế nào. Và kết quả là Chloe rất thích việc son lên môi rất trơn tru mà chất son matte cũng không bị bóng hơn quá nhiều. Rouge MS có hai chất son là Satin và Matte, và thỏi 48 này là một trong 10 thỏi son matte của bộ sưu tập. Có thể nói rằng đây là một màu hồng đất phù hợp với mọi tông da, và nếu mọi người để ý thì sẽ biết được rằng đây là tông màu son mà Chloe thích và hay dùng nhất dạo gần đây đó. Tiếp theo thì chúng mình có một thỏi son bóng với cái tên rất là đáng yêu, Poppy Lip Shine. Nhìn packaging có màu khác thôi là đã thấy thỏi son này đặc biệt rồi. Đây là một thỏi son bóng khá hay ho vì có một chút tint màu cam nhạt và ánh nhuận kim tuyến khá rõ. Bạn có thể kết hợp dùng Poppy Lip Shine với bất kỳ màu son nào như kiểu top coat để biến son lì thành son bóng. Những bạn có màu môi tự nhiên không quá nhạt thì dùng riêng thỏi này một mình nó cũng sẽ rất xinh. Vẫn nằm trong nhóm son màu trung tính, màu son số 11 đối với Chloe chính là màu My Lips But Better, vì đây chính xác là màu môi của Chloe mà đậm hơn và đều màu hơn thôi. Màu son nude này rất tây, không kén da đâu, nhưng để dùng màu này đẹp thì mọi người nên make up nhấn vào mắt nhiều một chút. Thỏi này thuộc dòng matte và có thể thấy rằng chất son khi apply trên môi cho dù không có son dưỡng thì vẫn không bị khô và texture nhìn rất là mịn. Son của MS giá chính hãng ở Việt Nam là 1.809.000. Đây quả nhiên là một dòng son rất đắt tiền. Nhưng mà cũng phải công nhận rằng Chloe chưa tìm được điểm nào mình không thích ở những thỏi vừa mới thử cả. Cho nên đây có thể xem là một cái giá khá hợp lý để sở hữu một sản phẩm của MS. Bây giờ thì Chloe sẽ bắt đầu thử một màu son phiên bản giới hạn đây. Với những màu giới hạn thì giá son nhìn hơn một xíu so với dòng thường và có giá là $72 một cây. Thật lòng mà nói thì ban đầu khi nhìn thỏi số 27 này thì Chloe gần như chắc chắn mình không dùng màu này được. Chắc cũng không ít bạn nghĩ vậy vì đây là một thỏi son màu hồng san hô neon, một màu cột mát khó dùng mà các cô gái thường hay e ngại. Đây là một màu rất kén da và sẽ hợp với những bạn có tông da từ sáng cho đến rất sáng. Tuy nhiên sau khi swatch lên môi và nhìn tổng thể cả khuôn mặt thì Chloe lại khá bất ngờ vì màu này lên mặt mình cũng không đến nỗi nào mà cũng xinh xinh, nhẹ nhàng, làm Chloe nghĩ đến hình ảnh của Barbie. Khá bất ngờ là với một màu sáng mà nổi như vậy mà chất son lì cũng không bị bột và màu lên môi rất đều. Và chúng mình lại có một màu son thử thách tông da rồi. Thỏi số 33 này là thỏi satin đầu tiên mà Chloe thử. Ấn tượng đầu tiên của Chloe về dòng satin chính là son không quá pigmented mà chúng mình sẽ cần tô đi tô lại để son lên màu nhiều nhất có thể. Điều này thật ra cũng là một lợi thế để mình có thể kiểm soát được độ đậm nhạt tùy thích. Chloe thấy màu cam này rất lạ, chất son lên môi khá sheer và cũng giống như màu 27 vừa rồi thì đây là một màu rất kén da và kén răng, cũng sẽ phù hợp hơn cho những bạn da trắng thích make up nhẹ nhàng, thoa son lòng môi như Hàn Quốc hoặc là các bạn da nâu bánh mật dùng trong sẽ rất là high fashion. Còn để dùng hàng ngày thì Chloe nghĩ đây không phải là một sự lựa chọn phù hợp. Tên thỏi son Limited Edition này trong tiếng Anh có nghĩa là Crazy Coral, được mô tả là một màu cam quýt ngọt ngào. Và đây là một màu hồng san hô rất nổi bật đúng như tên gọi. Chloe để ý ngay được là tuy cũng cùng chất son satin như thỏi vừa nãy, nhưng mà với màu này thì son lên màu chuẩn ngay từ lớp đầu tiên. Chloe khá ưng ý với thỏi son 51 này vì cảm thấy đây là một màu đầy sức sống. Nhìn vào trông rất là tươi tắn và thoa son xong tự nhiên cảm thấy yêu đời. Một thỏi son chứa đầy năng lượng tích cực từ màu sắc cả trong lẫn ngoài. Nhắc đến những màu da nổi tiếng nhất của MS thì chắc chắn sẽ có màu đỏ Rouge Kazakh. Đây cũng là tông đỏ dễ dùng mà Chloe thích và một điểm cộng lớn chính là màu son này có một chút sắc xanh cho nên rất là trắng răng. Nếu đánh một lớp mỏng thì son sẽ ngã sang đỏ hồng, còn nếu apply nhiều lớp để son lên màu chuẩn thì sẽ là một màu đỏ tươi. Chloe vẫn giữ ý kiến rất hài lòng với chất son matte của MS, mịn mà cảm giác rất nhẹ, vẫn có độ ẩm để môi không bị khô và còn làm mờ rãnh môi rất là tốt. Tiếp đến, chúng mình có một màu son giới hạn còn lại là một màu tím mận với chất son satin. Sau màu son vừa rồi thì môi Chloe đã bị stain khá là nhiều. Điều này thì chắc các bạn sẽ thích vì không lo son bị trôi đi khi ăn, vì kể cả khi lớp son không còn thì môi vẫn có màu rất xinh. Về màu 94 này thì Chloe nghĩ đây sẽ là một thỏi son dùng được nhiều kiểu. Thoa một ít trong lòng môi sẽ vừa đủ quyến rũ, còn nếu dùng full môi sẽ cá tính hơn. Màu trên môi Chloe có thể nói là 80% độ đậm của thỏi này đó. Cùng, the best for last chính là Rouge H, một màu đỏ rượu vốn dĩ thuộc hàng classic khi nhắc đến những chiếc túi Birkin. Là một thỏi satin thì Chloe cảm thấy đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa chất son và tông màu. Cho dù chọn thoa một lớp son mỏng hay là layer nhiều lớp thì son vẫn lên màu rất đẹp theo nhiều kiểu khác nhau.
Đây cũng là thỏi son màu thứ 9 trên môi Chloe trong video này. Và với khả năng stain màu rất tốt của Rouge Hermes thì rất tiếc là đến bước này cho dù đã phủ một lớp phấn mỏng thì môi Chloe cũng không thể trở về trạng thái ban đầu được nữa. Nhưng mà vì hai thỏi cuối cùng đều có độ đậm ngang nhau nên mọi người yên tâm là màu son lên môi Chloe cũng không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Và cho dù dạo này ít dùng son màu đậm nhưng Chloe thực sự rất là thích màu này. Sẽ thật là thiếu sót nếu Chloe không thử Poppy Lip Shine làm top coat. Chloe thích dùng son bóng suốt cả một năm qua, cho nên việc thích môi luôn căng mọng là điều hiển nhiên. Poppy Lip Shine còn làm màu son trở nên khác một chút, đậm màu và ấm áp hơn do có sắc cam. Chloe nghĩ là mình sẽ dùng thỏi son này rất là nhiều. Và sau khi swatch xong 10 thỏi son của Rouge Hermes thì Chloe hiện giờ đã có câu trả lời của riêng mình. Chloe nghĩ là câu hỏi lớn nhất của mọi người hiện giờ chính là dòng son này có đáng mua hay không. Thì đối với Chloe, một thỏi son high end thì tất nhiên là Chloe sẽ có những cái đánh giá mà nó khắt khe hơn một chút so với những thỏi son bình thường. Tuy nhiên Chloe nghĩ là mỗi người sẽ có một cái tiêu chuẩn nhất định để đánh giá một thỏi son có gọi là xuất sắc hay không. Cho nên Chloe nghĩ là bây giờ Chloe sẽ recommend cho mọi người là trong tổng cộng 29 thỏi son mà lần đầu tiên Hermes tung ra thị trường thì mình nên mua cái gì ha. Thì đầu tiên Chloe sẽ bắt đầu với thỏi lip balm. Thì đây là một trong những cái thỏi son dưỡng môi high end mà Chloe thấy là nó xuất sắc nhất ở cái điểm là nó vừa dưỡng môi nhưng nó vừa làm son lót khá là chuẩn, bởi vì nó không có thay đổi cái texture của son nhiều. Cho dù là bạn dùng với lại dòng son satin hay là son matte thì nó cũng không làm son trở nên quá bóng và nó cũng không làm thay đổi cái độ lên màu của son nhiều. Về độ dưỡng ẩm có cực kỳ tốt hay không cho những bạn nào mà da môi khô nứt nẻ thì Chloe nghĩ là mình còn phải test thêm một vài lần nữa. Tuy nhiên với những lần dùng đầu tiên thì Chloe đã rất là hài lòng. Nhưng mà để nói đây có phải là thỏi son duy nhất của dòng son này bạn nên mua hay không thì Chloe nghĩ là vẫn có những thứ khác xuất sắc hơn. Ví dụ như là cái thỏi Poppy Lip Shine, nghe tên mọi người đã hiểu đây là một thỏi son bóng. Từ trước đến giờ thì Chloe thấy là có một vài hãng son cũng có làm top coat, tức là những cái thỏi son mà dùng over ở trên lớp son màu, nhưng mà Chloe cảm thấy là đây là một trong những thỏi tốt nhất về mặt là nó thể hiện nó lên màu khá là rõ và kim tuyến cũng rõ hơn, cho nên là đối với Chloe thì Chloe sẽ chọn cái này cao điểm hơn cái thỏi lip balm son dưỡng kia. Tiếp theo chúng mình sẽ nói đến ba thỏi limited edition, có nghĩa là sau cái mùa launching đầu tiên này thì Chloe nghĩ là son này sẽ ba màu này sẽ không có ra mắt lại nữa và nó không nằm trong bộ sưu tập permanent, tức là bộ sưu tập chính mà nó chỉ là ba màu limited thôi. Đối với Chloe nhá thì Chloe khá là bất ngờ Hermes chọn ra ba cái màu rất là khó dùng. Tuy nhiên thì Chloe được biết á, là son của Hermes là son bạn có thể thay được refill và Chloe thấy đây cũng là một điểm rất là hay, bởi vì thỏi son này khá là đắt tiền cho nên Chloe nghĩ là nếu mà bạn dùng hết một màu bạn thích á, mình chỉ cần mua cái lõi bên trong là cái refill này thôi. Như lần trước Chloe cũng được hướng dẫn mở cái này rồi mà Chloe chưa chắc lắm. Từ từ nhá. Đây. Ta-da. Có nghĩa là khi bạn dùng xong á thì mình chỉ cần mua cái lõi này để thay thế vào thôi. Và điều này cũng làm những cái thỏi limited này tuy là màu nó khá khó dùng một chút, nhưng mà nếu mà bạn thích cái bao bì màu sắc này á so với những cái màu thông thường là bao bì màu đơn giản thế này thôi thì Chloe nghĩ là bạn có thể mua những cái thỏi limited của mùa này và sau này có thể thay một cái lõi của màu khác vào. Ok, cuối cùng thì Chloe sẽ tuyên dương hai màu mà Chloe thích nhất ở trong 10 thỏi này. Đó chính là một thỏi matte và một thỏi satin nha. Thỏi matte mà Chloe thích là màu số 48 và đây cũng là thỏi đầu tiên mà Chloe mua. Đây là một màu hồng đất. Hằng ngày Chloe sẽ chọn dùng những cái màu hồng đất như thế này và đã dùng liên tục từ lúc mua đến giờ. Tiếp theo Chloe thích thỏi satin màu số 85 là thỏi hiện giờ đang trên môi Chloe. Đây là màu Rouge Age và nghe như cái tên thì mọi người có thể hiểu đây là màu đỏ của Hermes. Ý nghĩa của nó là như vậy. Đây là một màu đỏ sẫm. Hiện giờ trên môi Chloe thì có một lớp Poppy Lip Shine nữa cho nên nó bóng hơn. Nhưng mà đây là một thỏi satin cho nên là lướt trên môi rất là dễ dàng. Kết luận lại là Chloe cảm thấy là dòng son này của Hermes rất là ok cho một hãng thời trang ra mắt sản phẩm beauty lần đầu tiên. Thì Chloe cảm thấy đây là một lần rất là xuất sắc của Hermes. Một điều cuối để nói nữa đó chính là cái bao bì của sản phẩm này thì Chloe thấy rất là tinh tế, rất là Hermes. Tuy không có gì quá cầu kỳ nhưng mà từ việc phối màu cho đến cái chất liệu sơn mài là cái cảm giác mình cầm son trên tay á, nó rất là sang trọng, rất là luxurious. Và tuy là nó không quá bóng bẩy, nó không quá nổi bật, nhưng mà khi mà bạn rút thỏi son này từ trong túi ra thì mọi người sẽ có thể nhìn ngay và biết ngay đó là it's an Hermes lipstick. Cho nên Chloe cảm thấy đây là một thỏi son high end, giá tất nhiên là hơi chát một chút so với cái thị trường son thông thường. Tuy nhiên đây sẽ là một cái món mà Chloe sẽ mua một vài thỏi, bởi vì thứ nhất là
nó vừa là món sưu tầm và thứ hai là chất son cũng rất là ok. Cho nên bạn nào đang muốn mua son hoặc đang muốn thử son thì tôi nghĩ là bạn nên vào counter ở trong Taka của MS để mà thử, bởi vì ở trong đó thì có đầy đủ màu son cũng như là giá son về Việt Nam rất là ok. Lâu lắm rồi mới swatch 10 thỏi son như thế này, cảm giác rất là đã. Nếu còn câu hỏi gì nữa về dòng son này thì mời hãy comment cho Chloe biết nha. Và cũng đừng quên cho Chloe biết là bạn muốn Chloe swatch dòng son nào hoặc là của son của hãng nào tiếp nữa. Chloe sẽ gặp mọi người video lần sau. Stay gorgeous.